Người bệnh Nguyễn Bá Dũng, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 5 tháng trước có xuất hiện các cơn đau vùng mặt trái. Các cơn đau tăng lên khi bị kích thích như nhai, rửa mặt, chạm vào mặt, gió thổi vào mặt, không nói to được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh. Nguyễn Mạnh Hà là con trai của ông Nguyễn Bá Dũng, quê Hà Tĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh ấy. Thì ông nhà tôi bị cái bệnh này là khoảng 4 5 tháng rồi. Cái mấy lần là cũng điều trị uống thuốc cái thuốc phim mà đóng kia thì uống thuốc trong quá trình uống thuốc và tiêm thuốc ấy, thì trong thì nó lành, nó không đau. Nhưng mà dừng thuốc thì là khoảng chục ngày sau là nó lại đau. Mà mỗi lần uống cái thuốc kia nó rất độc. Mà tôi là cũng hay tìm hiểu về y ở trên internet đấy. Thì các tôi thử thuốc tôi cũng biết cái thầy thuốc của ông như là nó có thể ảnh hưởng gan mà rất là mệt. Mà ông nhà tôi đi không được, uống thuốc là không đi được. Nhưng mà nếu không dùng thuốc lại không ăn được. Đau quá không ăn được. Gió thổi hay là sơ hay là rửa mặt hay là đánh răng cũng đau, nghĩa là nó như kiểu kiểu thế. Với quãng đường gần 500 km, cụ ông đã đi từ Hà Tĩnh ra nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau khi được khám lâm sàng và thực hiện các kỹ thuật kiểm tra chuyên sâu, người bệnh đã được chẩn đoán đau dây thần kinh số 5 và đã được tiến sĩ bác sĩ Vi Trường Sơn trực tiếp điều trị bằng phương pháp đốt sóng cao tần xung. Quá trình làm thủ thuật diễn ra nhanh chóng, chỉ sau khoảng 8 phút thực hiện, người bệnh đã cắt đứt cảm giác đau ngay sau những giờ đầu và được xuất viện sau một ngày điều trị. Đây là hình ảnh là gì? Ngay sau khi can thiệp khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bác hoàn toàn là có thể thì cảm giác nó nhẹ hơn rất nhiều, không còn cơn đau nữa. Và thứ hai nữa là gì? Trước đây là khi mà trước khi làm thì sờ vào một cái mặt má của bác và cũng như trên trán thì bác cảm thấy đau chói. Nhưng hiện tại thì chúng tôi có thể hoàn toàn sờ vào mặt cũng như cái vùng mà thần kinh là hai nhánh V1 và V2 này chi phối thì hoàn toàn là hết sức nhẹ nhàng. Thứ hai nữa là trước đây bác có thể nói rất là nhẹ, phải nói nhỏ là vì khi nói to là rất là đau. Nhưng sau khi can thiệp là bác có thể nói rất to và thoải mái được. Bác tên là gì? Bà Dung. Đấy, như vậy là bác nói rất là rõ và không còn có cái hiện tượng đau xảy ra. Hạnh phúc khi không còn bị cơn đau hành hạ suốt mấy tháng qua, cả người bệnh và gia đình đều rất vui mừng và cảm thấy quyết định ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị là một việc làm đúng đắn và kịp thời. Rất là cảm ơn bác sĩ Vi Trường Sơn, Bệnh viện Phú Thọ, tôi thấy chất lượng bệnh viện này tốt.